Ê, hôm nay mới tỉa lông mày gọn gàng sạch đẹp quá Bê ơi. Có mấy ảnh mới được bây dịch tha hồ mà quay clip sáng sủa ha. Bây giờ quay gì giờ? Bây giờ thật sự không có một cái idea nào về một cái quay phim gì hết. Nhưng mà mình test máy nên mình sẽ hát đại mẹ nó một bài đi ha. Để coi, mấy nay đang tập một bài hát buồn, một bài hát buồn rười 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 rười, nhưng mà cái máy này á nó ghi âm nhỏ quá không biết nghe được cái quần què gì không nữa. Để quay tôi là tiếng nó không vô nha, tôi nghi lắm, để coi, để rồi coi.